Chào quý vị anh chị cô chú quay lại kênh của Viết Phú nha. Đã lâu rồi em không quay về âm ly. Nay tiện đi đến cái quán người ta mới làm xong. Em thấy có nhiều loa với âm ly khá đẹp nên em cũng quay lại cho quý vị anh chị cô chú tham khảo một chút. Mặt ngàn trời mây luôn. Thấy cái quán này người ta mới làm lại sau hơn 1 năm. Phá từ quán cũ, ta làm lại to, rất là to. To nhất khu vực này luôn. Thì loa thì cũng nhiều, nhưng mà để với cái loa mấy dòng của anh chị hay chơi ở Việt Nam thì cũng ít. Một số dòng như Bow 101, RD 101MM này thì cái giá chung là 1.1 ở quán này. Khi nào cũng thế, 150W, 45W đến 150W. Đó, thì dòng này, ô, cái này đắt này. Pioneer CX060 này ở đây đắt, dưới kia cũng 22.500 thì phải. Nghĩa là sản phẩm 5 sen. Sen là còn 800.000 rồi. Đấy thì giữa này là mấy con lo to, nhưng mà em cũng ngại làm mấy to đấy. Về vận chuyển về nó bị vứt sức mẹ va đập và là nhằn khó. GVC này. Loa bằng gỗ này. Rồi của thằng GVC nha quý vị nha. Loa không là 3 triệu nha. Chưa có âm ly nha. Rồi quay sang âm ly này. Thì đây có khá nhiều âm ly cũng đắt tiền đó. Em quay quý vị anh chị cô chú tham khảo một chút về mấy cái âm ly này. Đầu tiên là trước mặt là một Marang PM15S2 này. Con này thì giá sau thuế là 82.500 yên. Đây khoảng tầm 15 triệu gì đó. Còn mới rất đẹp. Người ta bọc một cái bóng hút chân không là lắm. Hôm nay 100% thì không nói, 97-98%. Tất nhiên là hàng cũ thì không tránh được những cái vết nhỏ nhỏ đâu đó. Có sức va đập là, không phải va đập nhưng mà nó hẳn là va quệt, va xước thì nhỏ thì cũng khó mà tránh được. Tiếp theo dưới là một con Lachman 58A này, quý vị có thấy được là nó cái dòng Lachman có hồi gỗ. Cái này thì cũng lâu rồi, cũ rồi. Không có sản xuất năm nào nhưng mà sản xuất 979 thôi. 979 thì bây giờ nó cũ như thế này thì cũng quá là xuất sắc rồi. Nếu mà ở dùng Việt Nam thì khó lòng mà đạt được những cái vẻ đẹp như thế này sau 40 năm gì đó. Hơn 40 năm thì khó mà giữ được cái vẻ đẹp như này. À, theo quan điểm của em, giá của nó thì người ta cũng giảm gần một nửa rồi, sau cái lúc đầu rồi. Âm thanh thì ok, không vấn đề hết à. Giá là 88.000, sau thuế khoảng tầm 16 triệu gì đó. 15 triệu mấy, 16 triệu gì đó. Con này thì nó nặng. Tiếp theo là một em Samsung AU Alpha 707 này. Cũng là ở đây thì là những cái hòn đắt tiền này thì người ta bọc trong túi hút chân không hết rồi, rất là đẹp. Một con âm ly premium 320W đối với 6 ohm và 260W đối với 8 ohm nhé. Thì giá là tầm 10 triệu vẫn đắt này. So với hàng đông giá thì tất nhiên là sẽ đắt hơn. Đẹp nhưng mà chất lượng người ta kiểm soát cho mình rồi, có bảo hành 3 tháng thì nó cũng yên tâm mua hàng hơn. Tiếp theo là một thằng trên này đi, Marang PM17F này, premium âm pự này, âm ly này, 38.500 tầm 7 triệu rưỡi gì đó, sản xuất 1997 trở về sau, không có năm cụ thể, không có tầm đó, thì đã check ok rồi, không vấn đề gì hết, đã đẹp, 90%. 7 triệu rưỡi gì đó, chưa cước nha quý vị nhá. Tiếp theo cái này là 58A thì cái này 68A. Cũng cái mặt nhôm phay thì rất là xuất sắc, rất là đẹp rồi. Các núm vặn thì cái chỗ này có tí lõm tí này. Còn lại là nó rất là đẹp hết rồi, mặt phay long lanh luôn. Sản xuất năm nào 1980 này. Đó, và cái người ta mua vào đây thì tháng 2024 luôn đó, 280 MW, 40 kilo ohm, sản xuất lực là 220W,
với từ 10 Hz cho đến 100 kHz. Tần số cái dải tần khá là dài. Tiếp theo là một con Onkyo này cũng khá đắt tiền này. Trên này nhật nhôm phay nguyên toàn thân là bằng nhôm phay, trên nắp thì là ốp vào thôi. Rồi có thể thấy cái cánh tản nhiệt kiểu như thế. Là 77.000 tầm 15 triệu gì đó. 200W với 8 ôm. Và 2004 năm sản xuất, có dây điện, có điều khiển. Có dây nguồn đó. Tiếp theo phía dưới là ở đây thì họ không biết cái hàng này sản xuất tại nước nào như vậy. Vì phía sau nó nặng em cũng không dám lật lại xem lỗi vào đập protect. Onkyo gì đây, Limited Edition A9527LTD Limited 280W đối với 8 ohm và 330W đối với 6 ohm, 190W đối với 8 ohm. Có chơi được CD, chơi được tuner, chơi được live, chơi tab play luôn. Đấy. Có điện, có vẫn còn dây điện, dây nguồn và sách hướng dẫn sử dụng. Sản xuất cái năm nào thì không biết, nhưng mà hàng thì bảo hành là 3 tháng. Cái này là cũng là một con Kyo khác, cũng tương tự giống như con này, cũng như mà con này đời thấp hơn một chút là 927, khác nhau ở đây có cái nhựa này, đèn báo hay là gì đó. Tất nhiên là giá thì thấp hơn thì nó sẽ rẻ hơn, nó rẻ hơn nhiều, thấp hơn hai đời giá rẻ hơn một nửa. Con này thì 3 triệu chưa cước, sản xuất 1996. Cơ chơi được là 240W, cũng khá là ok. Bên này thì đến đây là một thằng gì đây ạ, là đường ông DSD. Con này chơi nhạc mạng được cả là DCD ấy, DSD ấy. DNP 730RE, con này giá chung của nó thôi là 19.800 đến 20.000, khi nào cũng gần như thế, còn tầm 3,5 gì đó. Cái này thì nó cũng không, con này tầm 2 cân thôi. Việt Nam chắc là tầm trên 4 triệu mỗi con này. Rất là khá là ok. Mà chơi với nhạc là DSD 5,6 MHz này, 190 kHz và 32 bit nhạc. Đó. Sản xuất 2014 nha quý vị nhé. Có dây nguồn thôi. Đây, con này không có remote à. Không có cổng USB này. Tiếp theo là bên này là một mấy cái đầu mấy cái gì nghe đĩa đã quên mất cái từ, gọi là cái đĩa đó, cái đĩa đó. Còn mọi em âm ly AV thì thôi cho em cũng không quay. Thực chất là năm ít anh chị chơi dòng này, mà thứ hai là cái dòng AV âm ly nó to không cành nên con nào con nãy là chả ba lửa là nó to dày. Bên dưới là mấy cái dòng đẩy công suất này, GVC này, rồi Yamaha này, Victor này. Đó, giá thì dao động là rơi vào tầm ví dụ con đầu tiên em quay một loạt luôn thế nữa anh chị xem nó dễ. Con đẩy của thằng Amron này, D150A này, CD2 này là đã là 7,5 triệu chưa cước. Tiếp theo là con Victor BS 4002 này này. Đó, con này thì con giá là 5,5 triệu chưa cước. Còn Yamaha PC 2002 này thì cũng có giá là rơi vào tầm gần 5 triệu chưa cước. Đây là một con Sony, đẩy Sony này. Con này 300W nha. Con này đẩy Yamaha MX35 này là sản xuất 1990 và không ghi là đẩy bao nhiêu watt cả. Thì là chỉ chơi được 2 kênh hay 4 kênh thôi. Còn này con Sony MUA151 trước mặt quý vị đây này, thì nó chơi được tầm 300W. Nó nặng có 3 cân á, là nhẹ đấy. Cái gì 3 cân, con này không dưới 8 cân nha, không lầm người. Tiếp theo bên dưới là Yamaha 2002 này thì 480W này. Đây. Đó, quay cho quý vị xem. Đấy, con này thì nó nặng nên em cũng nói thật là không chơi được. Gửi biển thì nó lâu, mà gửi bay thì nó nặng cước. Công suất của thằng GVC này, con này là
60W nhân 4 kênh là tầm 240W. Đó. Đối với 4 ôm và 160W với 8 ôm. Con này thì đợi hơi bé ăn xíu. Đây có ông đi con đi cơ. Công suất đẩy cơ của thằng Yamaha 100 này. Nó là không ghi đẩy được bao nhiêu nhưng mà là bằng cái kim bằng kim cơ này, gọi là như dòng bên này. Nó có thằng đẩy Sony TA3130 kia. Là nó đẩy được 100W. Nó nhỏ, dòng đẩy nhỏ mini. Thì đây là mấy thằng âm ly đang quay quý vị và anh chị cô chú tham khảo này. Trước có một hai cái này đang quay nốt, em quay điện thoại bây giờ đây nó quán hơi ồn, em cũng dám nói to vị thông cảm với em. Đây đồ đồng DCD SA1 này, con này 20 man tầm 33 triệu gì đó này, 34 triệu gì đó thì điểm hiện tại. SACD player này, nó chơi được 2 Hz đến 50 kHz, 3 dB này, DSD này. Có dây nguồn thôi. Hàng thấy rất đẹp, đẹp hôm nay có dây nguồn và điều khiển này, dán trên đi kèm đó. Và bên cạnh là một Sansui AU607 Alpha này, con này giá giảm một nửa so với hàng mới, thì bây giờ 33.000 gần tầm khoảng tầm 5 triệu đó. Đấy, tiếp theo là một em ly gọi là AU907X này, giá 11.000 tầm 19-20 triệu đó, 320W. Thì loa về đây thì lâu ngày em đi cơ lại nhưng mà thật loa nó cũng không quá đa dạng so với ngày xưa, lúc còn vẫn nhỏ nhưng mà loa đa dạng hơn, bây giờ to nhưng mà loa nó không đa dạng lắm bằng ngày xưa, nhưng mà được cái âm ly thì nó nhiều cái dễ tiếp cận hơn. Đó, thì em xin chấm dứt video tại đây. Thì em, trong thời gian tới em sẽ có nhiều thời gian hơn, thứ nhất là con cái đi học được, thứ hai nữa là công việc công ty dạo này là cũng ít hơn để em có thời gian đi quay video cho quý vị tham khảo hơn. Thì em xin hẹn gặp lại trong các video sau. Thì em xin cảm ơn quý vị và cô chú theo dõi ủng hộ kênh của Quyết Phú nhé. Cái này nó loa đại bác thôi em không quay này, đấy có hàng nóng à.